suy niệm Chúa Nhật thứ 17 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Để được khôn ngoan Theo truyền thống Kitô Tô giáo Dựa vào tiên tri Isaiah chương 11 câu 1 câu 2 Thì một trong bài ơn của Chúa Thánh Thần Và cũng là ơn đầu tiên đó là ơn khôn ngoan để trình bày sự phát triển cách sung mãn của đấng cứu độ thánh sử luca ghi còn đức giê xu ngày càng thêm khôn ngoan thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với thiên chúa và người ta luca chương 2 câu 52 khôn ngoan là một trong những nhân đức đáng kính đáng trọng vì người khôn ngoan là người biết hành xử như là tạo vật vượt trên các loài tạo vật hữu hình. Khôn ngoan là nhân đức giúp ta biết phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu, thiệt hơn. Người khôn ngoan còn biết phân biệt đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả. Cái gì là bản chất, cái gì là hiện tượng, điều gì là nhất thời chóng qua, và điều gì là vạn đại thường tồn. Salomon một vị vua nổi danh là khôn ngoan khó có ai bì vì ngài đã biết xin thiên chúa ân ấy khi kế nghiệp vương đế của vua cha xin ban cho tôi tới chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân chúa và phân biệt phải trái điều salomon xin làm đẹp lòng thiên chúa nên người đã ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước ông chẳng một ai sánh bằng và sau ông cũng chẳng có ai bì kịp. Sách cấp vua quyển thứ nhất, chương 3 câu 12. Người khôn ngoan là người không chỉ biết phân biệt mà còn biết chọn lựa. Dĩ nhiên đã là khôn ngoan thì phải biết chọn điều tốt thay vì điều xấu, chọn điều đúng thay vì điều sai, chọn cái tốt hơn thay vì cái tốt kém. Không một sự chọn lựa nào mà không phải trả giá. Đã chọn điều này thì phải chấp nhận bỏ điều kia. Câu ngạn ngữ, chọn lựa là hy sinh. Một cách nào đó diễn tả quy luật này. Qua hai dụ ngôn về nước trời như kho báu chôn giấu trong ruộng. Như viên ngọc quý mà Chúa Giêsu kể thì người phát hiện đều sẵn sàng. Bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng hay mua cho được viên ngọc quý bán đi một để được lợi gấp trăm gấp nghìn là chuyện khỏi phải bàn nếu ta có chút trí khôn suy xét hay có chút khôn ngoan để phân biệt những lợi lộc trần thế này thì hầu như ai cũng có thể cảm nhận vì nó cụ thể và thực tế trước mắt còn hạnh phúc nước trời thì sau đây làm sao ta có thể được như thánh phaolô tông đồ là chấp nhận mọi thua thiệt trước một mối lợi to lớn là được biết chúa kitô hoặc có được chút xác tín chúa là gia nghiệp của con vì ngoài chúa ra đâu là hạnh phúc đây là một sự thật mà ta chỉ có thể nhận biết nhờ đức tin tin là một cách thế khôn ngoan để được khôn ngoan đích thực thì cần phải có đức tin. Có thể nói theo phương diện hiểu biết thì tin là nhìn nhận mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. Dù rằng đức tin trước hết là ân Chúa ban, tuy nhiên phần phía con người cũng cần có sự đáp trả. Có nhiều cách thế đáp trả trước ân ban của Thiên Chúa nhưng một trong những cách thế gần gũi và thiết thực đó là tiếp cận với lời Chúa qua Thánh Kinh. Càng đọc Thánh Kinh, càng nghiền ngẫm và gẫm suy Kinh Thánh, thì ta càng có cái nhìn như Chúa nhìn, càng có lối nghĩ suy như Chúa suy nghĩ, càng có tâm tình như tấm lòng của Thiên Chúa. Lời đáp ca mà Hội Thánh dọn cho ta trong Thánh lễ Chúa Nhật này như là thái độ cần có của Ki Tô Hữu để được khôn ngoan đích thực. Luật pháp Ngài lại Chúa con yêu chuộng biết bao, con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng môn bạc triệu. Vì luật Chúa làm con vui sướng thỏa thê, thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu. Cần biết liều một chút, nhỡ sao đi nữa, đã nói là tin thì chọn điều mà mắt không hề thấy đúng hơn là chưa thấy rõ tận thường do đó cần có một chút liều yếu tố liều là yếu tố không thể thiếu trong niềm tin tuy nhiên cái sự liều của chúng ta không vô căn vô cớ hay phi lý pascal một tư tưởng gia lỗi lạc đã làm một thách đố với người không tin và ông đã chỉ ra kết quả là người tin chỉ có hòa và thắng chứ không hề thua. Tôi tin có Chúa và nhận người làm gia nghiệp. Còn anh không tin. Nếu không có người thì tôi và anh, kẻ tin, người không tin, vẫn hòa nhau. Còn nếu thực sự có người hiện hữu thì tôi lãi lớn. Cái sự được gọi là cá cược của Pascal tuy có vẻ hấp dẫn nhưng vẫn chưa mang tính thuyết phục vì vẫn chưa làm nổi bật sự cao trọng và quý giá của nước trời. Để có thể cảm nhận hay nói theo ngôn từ nhà Phật là ngộ ra sự vô giá của hạnh phúc nước trời Thiết tưởng chúng ta cần nói gương vua Salomon Xin cho con có được một tâm hồn biết lắng nghe Biết lắng nghe, một thái độ tất yếu của người tiên Về mặt tiêu cực, nhận ra sự hữu hạn và chống qua của những điều được cho là tốt, là đẹp ở đời này với một tâm hồn biết lắng nghe, tức là biết thức tỉnh, thì ta sẽ có thể nhận ra sự mong manh, bất toàn của các thiện hảo đời này. Sắc đẹp không qua khỏi làn da và cũng chẳng thoát được sự tàn phá của thời gian. Tiền bạc có thể mua được người tình mà chẳng có thể mua được tình yêu. Có thể mua được thuốc tốt nhưng chẳng có thể mua được sức khỏe có thể mua được chiếc giường son, chăn ấm mà không thể mua được giấc ngủ ngon. Hơn nữa, không ai có thể mang của tiền mình theo xuống nấm mộ. Danh vọng hay quyền lực có thể làm cho cái tôi của mình phình rộng ra, nhưng không thể làm cho nhân cách của mình lớn lên. Quyền cao chức trọng thì có thể sai bảo được nhiều người, nhưng rồi chính bản thân là không thể tự mình đi xuống huyệt lạnh. Phù vân mà phù vân Tất cả đều là phù vân Về mặt tích cực Nhận ra sự vô biên, hằng hữu, tuyệt hảo của đấng dựng nên ta từ hư vô Với một tâm hồn biết lắng nghe, đặc biệt bằng sự cầu nguyện Ta sẽ nhận ra rằng ta không tự mua lấy sự sống đời này Không một ai phải trả một cái giá nào để làm người, để chào đời Không một ai tự chọn cho mình hoàn cảnh làm người môi trường chào đời thời gian lịch sử làm người nhờ sự cầu nguyện nhờ kết hiệp với đấng là căn nguyên và cứu cánh đời ta thì ta sẽ cảm nghiệm và nhận ra đâu là hạnh phúc vĩnh cửu các nhà thông thái các triết gia rất có khả năng nhận ra tính phù du của tạo vật bằng sự phản tỉnh nhưng chính các bậc thánh nhân mới là những người khám phá kho tàng vô giá của nước trời bằng đời sống cầu nguyện khi sinh thời, Chúa Giêsu thường khuyên dạy các môn sinh và dân chúng là hãy biết thức tỉnh và cầu nguyện luôn. Bắt theo chương 26, câu 41 Sự khôn ngoan không phải là nhân đức ta có được một lần cho cả đời, nhưng là nhân đức ta cần chuyên chăm đón nhận và tập luyện cả đời. Khôn ba năm mà có thể dạy vẫn vẹn trong một giờ. Cuộc đời của vua Salomon là một đăng cử điển hình về cuối đời vua salomon đã chiều theo các bà vợ mà đánh mất sự khôn ngoan của một thời để được khôn ngoan để biết chọn điều tốt nhất với bất cứ giá nào cho dù phải bán đi tất cả những gì mình có chắc chắn cần có niềm tin một niềm tin dựa trên nền tảng lời chúa cùng với sự chuyên chăm tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ không ngừng bài của linh mục du xe nguyễn văn nghĩa bàng mê thuật